Có nhiều người hỏi tôi là tại sao mà ông đánh con tướng này nhiều thế, đánh mấy nghìn trận mà không biết chán à? Như tôi đánh 7-8 trận, 8-9 trận là tôi bắt đầu tôi chán rồi. Tính tôi là như thế này, tôi đánh con nào tôi chỉ chơi con đấy thôi, và tôi ăn ở quán nào tôi chỉ ăn ở quán đấy thôi, và tôi yêu ai tôi yêu một mình nữa đấy. Tôi đi xe nào tôi chỉ đi đúng xe đấy thôi, xe mới thì không đi, tôi đi xe của tôi thôi, của tôi mới dùng, của tôi mới đi, gọi là một thói quen rồi. Tôi không có thói quen là hài lòng, thế là tôi chỉ đánh một cái thôi, tích cực phát huy con tướng của mình thành một bet và tìm tòi khám phá những điều thú vị của cái con mình đang chơi hiện tại. Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh YouTube Tết Ta Đặt của mình nha. Hôm nay sẽ là một clip cực kỳ tâm huyết của mình luôn, một clip mà đối đầu vị tướng cực kỳ khó chịu và trên cơ của Tara bởi mọi mặt luôn nha anh em. Nó vừa có ba loại sát thương vật lý, sát thương chuẩn rồi kèm thêm sát thương phép nữa anh em ơi, rất là khó chịu luôn. Kèm theo là cái chiêu hay nó khóa chân mình lại không thể dạy được, nhiều lúc nhiều pha mình hết máu mình không thể chạy dùng chân một chạy được luôn nha anh em, rất khó chịu luôn, nên là chơi vị tướng này phải hết sức cẩn thận anh em ơi. Ok, một pha phải nói là cách mặt nhau ở khu vực được top solo kill luôn, mình hơn nó cái một phá nên là mình có thể hạ nó, chứ không ấy là đầu game mình cũng không chơi lại luôn nha anh em. Giữa game và cuối game nó lên một cái đao truy hồn nó thì càng chơi không lại luôn anh em ơi, nên cố gắng mình hãy tạo một khoảng cách với nó, giống như là giết nó nhiều mạng hơn á thì nó bị thọt vàng á, mình sẽ tạo một khoảng cách với nó để mình có thể chơi thoải mái hơn nha anh em, tự tin hơn mà quýnh với nó. Ok, bạn rừng của mình đang đi lên á, nên là mình sẽ tranh thủ canh bạn rừng mình lên hỗ trợ mình thì mình súp nó luôn anh em ơi, phóng chiều một vô và làm chậm nó nè. Ok, mạng thứ hai cho mình, có thể là mình đã tạo một cái chênh lệch cái về cái lượng vàng và chênh lệch cái cấp độ khá khá với nó rồi hai mạng à, giờ chắc nó chưa lên cấp 4 đâu, nên là mình thoải mái nha anh em, vàng mình cũng khá là xanh luôn rồi. Vậy thì mình có thể là thoải mái đấu với nó rồi, nhưng mà cũng không được quá là khinh địch nha anh em, nó cũng là chất tướng, nó cũng trên cơ với mình mà, nên là mình cũng khó không nãy quá khinh địch. Ok, mình sẽ lên phụ tham gia giao chiến trên đây anh em ơi, tìm bạn khá là đông trên đây nè, núp na luôn, trời ơi nó lướt khá là nhanh, mình không bật phá kịp luôn anh em ơi. Thôi giờ mình giết con Linh Đít nó này. Được mạng thứ 3 dành cho mình. Ồ, mạng thứ 4 khá là dễ anh em ơi, thằng này hết máu nè, chơi nó luôn nè, rồi nó chạy rồi. Hai thằng đang câu kéo để con nó nhảy lên đầu con kia, mình tính nhảy lên mình lụm nó luôn mà không được anh em ơi, rất là trâu luôn ấy dạ. Nè, một pha đợi hồi chiêu anh ti và quay ngược lại nè. Ok, 6-0 dành cho Tara anh em ơi, một cái khởi đầu khá là suôn sẻ luôn nè, khả năng Tara gánh tem trận này là rất cao luôn em ơi. Cướp một con bùa nữa đây, lấy cái độ làm chậm của nó nha nè, trời ơi vậy mà nó cũng ăn được bùa, ăn thì phải bỏ mạng thôi em ơi, đông quá làm tem nó không thể nào chạy thoát luôn. Chưa gì ở phút thứ 4 mình đã 8-0-1 rồi anh em ơi, kết quả khá là suôn sẻ. Trời, nè múa quá múa anh em ơi, múa này múa như chúng tôi. Na tem bạn cũng khá là thích thể hiện, cứ thích múa thôi. Trận này thì mình sẽ lên trang bị full thủ và thêm một cây đao truy hồn để giảm khả năng hồi phục của nó nha anh em. Ok, phục một phá đúng lúc, nó không kịp bật anh ti luôn em ơi. Nè, pha này mình còn 17 giây mới có anh ti nha anh em, nên là chắc mình sẽ lui nhẹ vậy anh em ơi. Cho ta mình cũng còn cái anh ti nên khá là sung, mình chắc cấu rẻ, mình đã hết thời gian hồi chiều rồi nè. Ok, bật anh ti lên và chơi thôi anh em,
cho ta bay học ơi lắm. Mạng thứ 10 dành cho mình. Ây da, pha đó chỉ còn trăm máu thôi nè mình, xíu nữa là mình chết rồi. Lụm nó luôn nè, khá là quyết đoán luôn nè. Chạy, cứu, phải cứu bộ mình. Dí bộ tao nè, 12 mạng dành cho mình rồi anh em ơi. Quá xanh, quá nguy hiểm rồi. Xanh thì đi gánh tem thôi. Sau khi ra lên một trang bị làm chậm thì mình sẽ lên một cái kháng phép để chống lại cái con mít của nó anh em ơi. Trang bị kháng phép thì mình lên một cái giáp ga nha anh em. Nó có khả năng hồi phục tốt nữa, vừa có máu vừa có khả năng hồi phục nha anh em. Khi nào mà lượng sát thương nó quá cao hoặc là 2-3 con phép thì mình hãy lên hung chim tròn nha anh em. Trận này thì tên bạn có con hay da khá là khó chịu luôn em. Nó mà nhảy lên đầu con nào thì con đó nó trâu và đam thì phải nói luôn. Cái khả năng khống chế làm chậm nó thì nó nhảy lên đầu mấy con tướng khác cũng rất là khó chịu luôn. Nên là không được quá khinh thường địch nha em. Nhiều lúc con AD đó nó đấu một mình nó sẽ không đấu lại mình, nhưng có ngay da trên đầu nó sẽ cân luôn mình nha em. Một pha bột phá ăn mạng nữa. Mỗi lần có bột phá là có mạng anh em ơi. Nhớ mình mang bột phá theo thì nhớ canh đam cho kỹ nha anh em. Bột phá là phải có mạng mới được. Nè, na múa nè. Na múa nè. Nhìn anh em nhìn na thích thể hiện nè. Ghê không? Na chạy khá là... nước khá là mượt. Vậy mà na giết được cái đoạn rừng của mình luôn. Còn mình nè, ngon. Múa với mình ra đây mà múa. Ra đây mà múa. Giết bạn trong trụ lên cho bằng múa. Múa hộ. Thằng thì thích thể hiện, còn gặp mình thì thằng lì nữa. Mình sẽ không về đâu. Mình phải chơi nó chứ không lẽ là về được. Cho nó bớt múa. Cũng là tuổi trẻ nồng nổi quá. 14 công anh em ơi, khá là xanh này. Giờ này chắc cân 2 luôn á nha. Nào bạn thích, khá là thích thể hiện, khá là thích múa anh em. Ăn con bột xanh nó cho nó hết múa anh em ơi. Thôi, thế mình không ăn bột xanh thì mình ăn con tạc thần này thôi. Tạc thần anh em ơi. Ây da. Thế mình chết 2 rồi, anh em ơi chết 3 rồi, chết 4 rồi. Xong rồi. Pha này không biết mình chạy thoát nổi không, nó làm chậm à. Quá là khó chịu luôn em ơi, tem nó rất là khống chế luôn. 3-4 con khống chế mình không chạy thoát luôn em ơi, mà dù rất xanh. Bỏ mạng, chấm dứt mạng ấy chắc được 800 vàng luôn em ơi. Chưa, tem nó vẫn chưa có thể nào ghé áp đảo lại cho mình được. Tại vì lính mình khá là cao nè. Rồi, một mạng. Đây là cơ hội để tem mình nó đặt lại thế cờ anh em ơi. Nè, giết được cái mục tiêu rồi. Tem mình lại chết 3 người nữa rồi anh em ơi. Căng quá. Còn mình với Yata có liệu có làm nên kỳ tích.
lên xong cái món kháng phép, mình sẽ lên một cây đao truy hồn anh em ơi. Mình sẽ câu kéo hàng này nhíu lắm, nó mê mình lắm. Nhíu hàng này để thêm mình lên nè. Chạy hộ bạn ơi. Nè có con ngay danh đầu khó chịu quá. Rồi rồi, mấy bạn chạy hộ nè. Chạy hộ. Bên hình mình lên phép nên là bắn cũng rất là rét luôn em. Hey, chạy. Chạy với chúng tôi. Trụ thôi bạn ơi. Chạy. Một cái anti của bạn Alex khá là khó chịu luôn. Hey. Nó có gọi là kết thôi anh em. Bỏ. Vẫn chưa lấy được trụ siêu cấp luôn anh em ơi. Lại là nè. Cố bàn trụ để ép trụ mà vẫn chưa được anh em ơi. Chắc mình phải ăn thêm con tà thần nữa để lấy lợi thế mới ép được. Thả anh ti vô, thả anh ti vô. Thế mình rút hết rồi, còn mình chơi mình luôn. Giờ mình máu quá rồi, máu lửa quá rồi. Dứt nó luôn, dứt luôn quen rồi. Được rồi, double kill chết là được rồi. Một đối hai trong phút này cũng khá là quan trọng em. Ok, quá hay luôn. Pha này mình phải giết thôi. Xong. Mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây quá em. Cảm ơn em đã xem tới cuối clip nha. Nếu thấy hay nhớ cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.